Chắc Việt chính thức nói về vụ chửi bậy dọa bắn người và tuyên bố không xin lỗi những con người ấy. Những lời nói trên Facebook là em nói chứ không có lấp liếm gì, kiểu như bị hack Facebook mà là em nói tay em viết, Khắc Việt nói. Thời gian qua, ca khúc Như Lời Đồn của nhạc sĩ Khắc Hân trở thành tâm điểm của dư luận khi bị nhạc sĩ Dương Cầm chê bai là có hàm ý không đẹp và nếu có quyền anh sẽ cấm ca khúc này. Từ chia sẻ của Dương Cầm, nhiều nghệ sĩ khác cũng lên tiếng phản đối tựa đề ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hân. Trước lùm xùm, nhạc sĩ Khắc Hân chọn cách im lặng để sự việc qua đi. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 10, ca sĩ Khắc Việt, anh ruột của nhạc sĩ Khắc Hân, bất ngờ bức xúc lên tiếng trên Facebook. Phản ứng của Khắc Việt khiến nhiều người sốc bởi anh sử dụng ngôn từ khá thô tục, thậm chí còn dọa nạt, bắn nát đầu chúng mày ra. Phát ngôn của Khắc Việt khiến nhiều người bức xúc và phản ứng mạnh mẽ trên trang cá nhân. Sau vài tiếng đăng tải, Khắc Việt đã xóa bỏ status chửi bới và thay vào bằng một chia sẻ khác nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn xưng hô tao mày, được nhiều người nhận xét là rất khó nghe với một nghệ sĩ nổi danh. Có mặt tại Hà Nội vào 30 tháng 10, Khắc Việt đã quyết định lên tiếng về vấn đề này. Nam ca sĩ thừa nhận mình có chửi bậy trên mạng xã hội. Những lời nói trên Facebook là em nói chứ không có lấp liếm gì, kiểu như bị hack Facebook mà là em nói tay em viết. Tất cả những cái đấy dù có như thế nào nữa thì em cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm những hành động của mình đã làm. Những cái gì đã làm rồi thì không quay trở lại được. Và cái gì mình đã làm rồi, mình cũng phải có bài học cho mình, Khắc Việt nói. Khắc Việt cũng cho biết từ khi vào nghề tới giờ anh chưa có bất cứ một scandal nào, cũng chưa có bất cứ phát ngôn nào về ai. Tuy nhiên lần này theo nam ca sĩ, nó giống bản năng tự nhiên và chưa kiểm soát được do động chạm tới người ruột thịt của anh. Người bị nói là chung một dùng máu với mình, nhất là Hân, lại là một người mà Việt rất yêu thương hơn mọi thứ. Bởi vì hai anh em xa nhà từ nhỏ, mình vừa là bố mẹ vừa là anh nên sự gắn kết nhiều. Còn hơn cả bố mẹ nên mình bảo vệ em mình một cách nó hơi căng thẳng. Nhận thức được hành động viết những lời chửi tục lúc không tỉnh táo nên Khắc Việt gửi lời xin lỗi tới khán giả và em trai. Xin lỗi khán giả về phát ngôn nó làm quý vị mất đi những hình ảnh mà trước đây quý vị đã từng nhìn thấy ở Việt. Và xin lỗi Hân, tự nhiên làm cho Hân lại vướng thêm một số rắc rối nữa bằng sự bảo vệ ấy. Nhưng em sẽ không bao giờ xin lỗi những con người ấy, những con người đã nói đến bài này. Em không nói thẳng tên ra bởi em không muốn PR cho những người đấy,